Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì 30 tháng 4 rồi. Đấy, hôm qua là một ngày nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 thì mưa rất là to. Hồi đây em tí em ra em cất cái hàng vào cái. Lại mưa các bạn. Vừa nói xong mưa cái lại mưa ngay. Các bác đây em tí nha, em ra em cất tí hàng vào. Đó, lại mưa các bạn. Vâng, đấy thì bác nào mà có muốn gọi là vợ thưởng cho cái dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì alo ngay cho em nhá. Đấy, alo ngay cho em. Đấy. Alo cho em làm gì? Để chốt cho em con FRX7 này về. Đấy, để làm gì? Để đấu vào làm giải mã hát cho để cho các bác gái hát cho nó sướng hoặc là các bác hát cho nó vui. Đấy, bác nào mà đang dùng giải mã bao diêm bé xíu xíu như thế này nhá. Đây, cái bé xíu xíu như thế này thì thay đổi đi, dùng thử con này đi. Em đảm bảo với các bác luôn là các bác mà mua về làm giải mã mà đấu vào đẩy hay là âm ly ngay nghe nhạc hoặc hát nhá. 100% là tối hôm nay các bác gái thưởng ngay cho các bác một cái gì đó rất là thú vị luôn. Đấy. Em đảm bảo là kiểu gì các bác gái mà đã cất tiếng hát tiếng qua con này một cái là kiểu gì cũng các bác trai cũng được thưởng. Đấy. Còn thưởng cái gì là em không biết nhá. Thưởng cái gì là hai bác bí mật với nhau, được chưa ạ? Đấy. Em chỉ biết là kiểu gì bác gái bác cũng khen nức nở luôn và sẽ thưởng cho các bác. Đấy, có ví dụ như là thưởng một bữa ăn ngon này. Đấy, hay là thưởng cho chồng cái gì ạ? Nón bia hay chai rượu gì đó đấy, vô vàn còn nhiều cái thưởng còn thú vị hơn nữa đấy, nhưng mà cái đấy thì các bác bí mật với nhau nhá. Đấy, còn em chỉ biết ở đây là em nên cho các bác một con giải mã đảm bảo để các bác gái sẽ thưởng cho các bác trai, được chưa ạ? Đấy, nếu bác trai có nhã ý muốn mua con này về để hát karaoke, được chưa ạ? Rồi, nói cái gì thì nói nó cứ phải thực tế đúng không ạ, phải test thử đã. Đấy thì đây nhá, em sẽ hướng dẫn có cái cách làm giải mã nhá. Đây thì ở nhà các bác có phải là các bác đang có một con đẩy hay là con mini hát karaoke không ạ? Đúng không ạ? Rồi. Thì bây giờ các bác mà muốn hát từ tivi xuống nhưng mà mình đang dùng một con chuyển đổi biệt xíu như này thì tiếng lại không hay. Đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ phải làm thế nào ở đây? Thì các bác sẽ làm như này. Đấy, mua cho em một cái dây quang như thế này. Thôi được rồi, bây giờ không phải mua đi, em tặng các bác luôn nha. Hôm nay gọi là 30 tháng 4 giải phóng đất nước. Đất nước thì ăn mừng đi nha. Em đây bây giờ như này các bác nhá. Đấy thì bây giờ là các bác bây giờ mà đi mua thì nhiều khi nó mua cũng hơi khó đúng không ạ? Thì bây giờ em xin phép là như này, hoặc là có tí quà. Đấy, có món quà gọi là muốn gửi tặng đến tất cả những bác nào đang hát karaoke nha. Đây thì là con này bình thường của em nhá, X7 FR X7 là các em mà đời cao mà, thì bình thường con này thì giá của nó sẽ là gì ạ? 1.250.000, 1.250.000. Đấy, tuy nhiên thì con này nhá, hôm nay thôi nhá, chỉ duy nhất một ngày 30 tháng 4 hôm nay này, giá này 1.250.000 giảm cho các bác 150.000, tính các bác còn 1.1.000, được chưa ạ? 1.1.000 tặng một cái đổi nguồn, 1.1.000 tặng một cái đổi nguồn, tặng một cái dây quang, được chưa ạ? 1.1.000 tặng một cái đổi nguồn, một cái dây quang. Dây quang này phải làm gì? Đây, để làm như thế này đây, để về các bác cắm mặt tivi này, một đầu cắm vào tivi này, đầu còn lại là cắm vào đây này, được chưa ạ? Đấy, sau đó sẽ các bác sẽ dùng cho em một cái dav, mình sẽ chuyển dav nhá, lấy cho em hai cổng này. Đây, ở đây nó tổng cộng nó có 2, 4, 5 cổng av đúng không ạ? Thì chọn cho em hai cổng này nhá. Đấy, một trong hai cổng này nó là cổng d và cổng k này, thì mình sẽ chuyển xuống con đẩy hoặc con mini hát karaoke, hát cực ngọt luôn, hát ngọt như mía luôn, phê cực kỳ các bác. Đấy, thì bây giờ em sẽ thử cho các bác. Đây, bây giờ em sẽ thử là giải mã ra công suất nhá. Đấy thì ngoài ra bác nào mà thích làm giải mã ra công suất thì làm nhá. Còn để mà giải mã ra về thì thôi rồi, không phải nói nhiều đâu, em không phải tả nhiều bởi vì em bán rất là nhiều cái dòng này rồi. Hát hay cực kỳ luôn. Đấy. Đây, bây giờ em thử ra công suất cho các bác thử giải mã luôn này. Đấy, ngoài ra bác nào thích làm công suất thì cũng có thể là cắm thêm điện thoại máy tính vô thoải mái nhá. Cắm thêm được nghe nhạc. Em tặng luôn cái dây quang với cái dây điện thoại như này thì để tiện cho các bác là về các bác đỡ phải đi mua các bác. Về các bác chỉ dùng thôi. Đấy, về cứ việc dùng này. Đây là em đang cắm điện thoại này. Đấy,
Thì đây chính là gì ạ? Đây chính là cắm điện thoại để nghe nhạc trực tiếp trên công suất. Đấy, còn nếu mà làm giải mã thì quét chuyển cho em này. Về chế độ digital, con này giải mã trực tiếp không cần mồi. Thế nên là CDMD này các bác bỏ qua luôn nhá, coi như là không chạy luôn, bỏ qua luôn. Đấy, bởi vì nó giải mã đâu cần mồi đúng không ạ? Không cần mồi thì mình cần hai cái này để làm gì? Đúng không ạ? Mình chỉ cần giải mã chuyển đổi tín hiệu là xong. Đấy. Thì đây, giải mã thì có chuyển cho em này. Nghe phê lắm các bạn, nghe rất là phê luôn. Đấy. Rất là hay các bác nhá. Đấy thì đấy là về làm giải mã, còn các bác mà thích làm công suất có thể ghép hai loa vào. Đấy thì giá con này 1,1 triệu tặng các bác luôn nhá. Là một đổi nguồn một dây quang. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.